Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình các bác mẫu xe địa hình gập của Daihon Matic V24, một thương hiệu xe rất là nổi tiếng về những chiếc xe gập khung của Mỹ, được trang bị bộ đề sau Shimano Atut với 8 tầng nhíp và 3 tầng đĩa, khung nhôm nước sơn nguyên bản, do là xe đã qua sử dụng và là xe bãi. Đây là trên phần khung của chiếc xe thì nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ, nó không thể tránh khỏi. Trên phần khung là khóa để mở ra để gập cái khung. Để gập khung thì lát nữa em sẽ có một cái clip để hướng dẫn các bác gập chiếc xe này. Đây là cách gập gập đuôi khung của chiếc xe lại để bác mở cái khóa. Đấy. Đó, gặp. Đấy, rất là tiện lợi, gọn gàng. Đấy, các bác lại mở ra. Đấy, rất là gọn gàng cho bác thích đi phượt núi để cốp ô tô thì nó rất là hợp lý. Trang bị bộ đề sau là Shimano Atut. Bánh của chiếc xe là bánh 26 inch. Ghi đông vòng hỗ trợ đạp dốc đạp núi, tay bấm Shimano, chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo, khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m63 64 đến 73 74 đi là phù hợp. Chiếc xe bên em đang bán với mức giá chỉ có 6.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe mà đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.